Ở đây. Ow! Ôi trời má. Và hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì theo như bình luận của anh em thì hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft Survival, Minecraft sinh tồn. Thì mình chưa chơi game này từ hồi bản 1.12.2 hả? Ừ, chắc cũng vậy. Và đến bây giờ nó đã trải qua 6 phiên bản rồi. Ủa, không phải 6 mà là 4 phiên bản rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng tạo thế giới mới. À không. Sinh tồn 1.16.1. Đúng rồi, mình không bật nhạc trong game này, mình phải bật nhạc lại. Holy, ấy da, lắc. Tất nhiên rồi, đang chơi Minecraft mà tất nhiên phải lắc rồi. Ta đang trong thế giới cái khu này, khu rừng quần gì đây, tôi cũng không nhớ cái tên khu rừng này nữa. Rừng rậm đúng không? Amazon. À ha. Chưa gì có đồ ăn ngon. Ngon. Tôi không biết chúng ta nên làm series cái phần này không nữa. Thật là mình làm tầm phải hơn hơn 500 video Minecraft rồi. Mà trong đó chắc là video sinh tồn cũng lên tầm 100, 150 tập rồi. Làm video sinh tồn nữa chắc ngáo chết luôn quá. Thật sự là bây giờ giống như game mới nó ôi nhạc. Xin chào bạn. Và đây là VNCraft. Và mình là Jenny. Thì giờ tí nó đang loát thế giới. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại VNCraft. Và mình là Jenny. Ok, chúng ta cùng bắt đầu lại. Kiểu gì phải đi lấy gỗ đúng không? Tôi nghĩ mình không nên sống trong cái rừng này đâu ba. Tôi phải kiểu chạy xa khỏi cái rừng này càng tốt. Bởi vì trong cái rừng này thật chẳng có cái gì cả. Khó xây nhà quá. Hoài niệm vãi kích. Ui. 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 Nó thấy một cái gì đấy. May mắn vậy nổi. May mắn vậy nổi. Ow. Đau cậu. Speedrun. Ngon. Này nó có update gì không vậy? Sao tôi không thấy đường vô vậy? À đây, đây đường vô đây. Ok. Mong mà trời không tối nhanh man. Tôi nghĩ chưa có tới chỗ đó vội. Mình nhớ là đâu đây nó có. À dễ. Tôi nhớ là nó có cái ở đây rồi, đây rồi. 7 7 7 7. Ây da trời mẹ. Ở đằng này à. Đùa. Dân chơi. Ở đây. Ow. Hết mẹn hồn. Cái sàng. Thực sự là hai miếng này chả cần. Ow. Đùa dân chơi. Ok. Whatever. Đâu thế? Cùng kho máu quần gì ở đâu đây này? Như đây phải sao? Sau cái này sao? Yes. Cái tre làm cái. Cái tre làm gì? Cái tre để làm gì? Ui. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Từ khi nào nó có cá bơi chứ này anh em? Ui chạy đi đâu? Ui. Mở khóa công thức. Mày. Rip cá. Thời đó đến giờ mình tạo một cái thế giới mình chưa bao giờ ở một nửa là kiểu rừng rậm, một bên kia là băng tuyết hết ba. Cái thể loại may mắn gì thế này, đã thể làm nhà ngay đây nè. Cái khu vực này chống chảy. Khu vực này chống chảy nè, nhưng mà không có cừu. Vấn đề lớn nhất đó là không có cừu, nghĩa là sẽ phải đánh dấu lại khu vực này mới được. Hello. Mấy anh em. Có cừu đây rồi. Dễ vậy game. Game dễ vậy thôi. Ê. Ôi. À đây. Tôi tưởng mấy cừu bỏ con chạy lấy người rồi chứ. Ê bè mày.
Đâu nữa? Đâu nữa? Mày, tao sẽ giết... Còn có hai cái lông nữa thôi mà, không sao. Để đi tự đi kiếm. Ok, trước khi bọn kia xuất hiện, mình chưa có than nữa, thực sự chưa có gì luôn á. Ôi trời mẹ ơi, toàn con rồi. Ái Ái Ui Ui à. Gà này nó làm cái cầu bình thường, làm cầu xiên. Ấy xích ra đây tí xíu. Ui mẹ, ui mẹ, nổi da gà luôn. Quân gì vậy? Ui, con này là một hit là chết này. Ui con gì đây? Ui đau thế. Ui con này đi nhanh thế. Tránh ra. Ui châu vãi kích. Mày ở bưới 10 hay 7. Chết mày nè. Bình thường thì phải làm cái đêm đầu tiên thì làm cái nhà trong hầm cơ. Này thích màu ngựa. Làm nhà bên ngoài biển. Này để dưới được không? Bụt. Quân gì vậy? Giờ này Minecraft ảo quá. Không biết là cái gì xảy ra. Đáng ra nó phải mất cái ô nước để chứ nhỉ. Giờ này có Luffy nhiều quá, xây luôn thuyền làm nhà. Wow. Tránh ra cậu ơi. Ok. Thank you very much. Liều không ta? Nên liều không ta? Thôi em đùa. Ow. Ây da. Cái quần gì vậy? Bắt cua. Chạy. Ui giời ơi. Cái gì đây? Ui, đừng có bắn xuống đây chứ. Đừng có bắn xuống đây. Quay. Rồi, nó mù luôn rồi anh em. Ui trời má. Quần gì vậy không ấy? Thường nhân lang thang. Để làm gì? Ta trao đổi cái cho mày cái này để làm gì? Đứng tim luôn ạ. Được chưa? Một giao dịch quá đã. Ok. Biến khỏi đây ngay. Thuyền của bố mày đi xuống. Dắt hai con lạc đà của mày đi luôn. Biến. Khó chịu thật. Mày. Lên. Chìm nghiệm. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này và đừng quên để lại mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để đón nhận được những video mới nhất từ channel của mình nha. Nếu anh em muốn có tập sau thì cứ để dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. เก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำกับใครแอลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆ